Đây là chợ ngang vườn nha mọi người. Vì chạy vô nhà chứ, vô nhà chổng trước nghe thầy không? Hả? Chạy vô nhà chổng trước nghe không? Ngay chỗ ở xe đó. Rồi. Cảnh lúa chín đẹp quá cả nhà ơi. Cái này hình như là theo em biết là vụ đông xuân đó nhỉ. Sắp sửa tới rồi. Chạy thêm khoảng vài trăm mét nữa, không tới 1 km. Đọc quá ha. Ủa cái này trái dừa làm sao vậy cũ? Trồng cái này trái dừa, trong trái dừa trồng cái gì vậy? Kiển. Kiển sao giống rau xà lách son cái gì cái này? Đây là như đây là tương đương với 40 phần nha mọi người. Thì còn 10 phần á là do là có em có lên là chỗ mà Mỹ Xuyên là phát á, trên đó là 10 phần, ở đây là 40 phần. Lúc trước thì đây là con của anh nãy. Rồi. Bánh nóng cả nhà ơi. Đây, hiện tại thì em đã vô tới nhà của anh ấy. Thì đó giờ em cũng hơi đại kỵ là quay phim lên, không có quay mộ mã. Hôm nay cho em xin phép em quay lại cái ngôi cái nhà mộ của anh. Tại vì sinh thời ngày xưa khi còn thì anh cũng thích là đi chung với tụi em quay phim, làm những việc ý nghĩa. Wow, có tivi nữa nè cả nhà. Thì ơi, hôm nay vô đây thì sẵn có anh Thắng và bạn của anh Mỹ á, có gửi cho gia đình 50 đô để đèn nhang rồi nè. 50 đô thì anh cũng có đổi ra tiền Việt là 1.160.000 đây. Anh Thắng thì lúc mà sinh thời còn sống thì anh ngay cũng có gặp ở trên đám giỗ trên nhà của anh Mỹ. Thôi vậy cảm ơn chú Thắng và con thay mặt cho cha mẹ con cũng cảm ơn. Như bữa nay mẹ con đi đám nữa trơn, không có ai ở nhà. Con đốt coi cho cha con cái nhang rồi con cũng đi phát quà với anh nhớ. Cũng như cây nhang này thì em cũng xin thay một anh Thắng, em sẽ xin đốt cái dùm cho anh Thắng một cây nhang. Chắc đi phát quà anh cha. Thấy chú Tư chắc có ké có ngủ rồi. Để nó mắc làm sao, bỏ túi đi. Nhân hồ vô ngữ, chắc Tết tới rồi đó, vì bữa nay mình một Tết rồi đó. Còn cái nhang này em cũng xin tiếp tiền đốt cho em. Và cũng thay mặt mọi người đã yêu thương anh. Cũng giống như là em xin yêu tên thêm một vài tên, chắc có thể em nhớ không hết. Cũng như là cộng đồng mạng anh Mỹ, anh Vũ, chị Trinh, anh Phước, anh Vũ, cô Tư, anh Tài, anh Bảy nữa, cậu Bảy nè. Không biết em có còn nhớ ai nữa không, không biết em có quên ai không, mà cho nếu mà có quên thì em xin phép tha lỗi. Anh Thanh nữa, đúng rồi.
Thôi bây giờ tụi em chắc xuất phát để đi phát quà. Anh nhà bị gì vậy chứ? Tiểu đường hả? Biến chứng. Tới luôn, tới hỏi anh. Đại chứ chuyện ngắn đi. Có chuyện nhỏ đi chứ. Ờ còn khỏe hay không? Sáng giờ rồi đuối. Dạ chắc. Sáng giờ đau bụng đi cầu. Nói gì sao? Dạ thì hôm nay có vợ chồng anh Mỹ á, bên nước ngoài á, có hỗ trợ cho gia đình của anh là 20 kg gạo, thùng mì. Cha giờ ăn một phần thịt bột ngọt. Chúc sức khỏe gia đình mau hết bệnh nha. Anh Hận này cũng hoàn cảnh khó khăn lắm. Không ruộng, không đất, không gì hết. Ở đậu bên vợ nữa đó. Còn bị bệnh nữa. Bị bệnh tiểu đường nữa. Cái gì tiêu trả kiếm tiền đi bệnh viện mà cũng không có. Có bảo hiểm không anh? Có bảo hiểm y tế mà hết hạn nữa rồi. Hết hạn luôn nữa. Mắc áp này mắc đi mua nữa đó. Trời. Mắc mua bảo hiểm nữa chứ đâu dạ, cho. Dạ cũng thay mặt gia đình cảm ơn vợ chồng anh Mỹ rất nhiều nữa. Cảm ơn đi anh. Thôi được. Không. Mặt cảm ơn anh Mỹ ha, gia đình. Dạ cảm ơn anh. Rồi chào anh. Rồi. Vui à. Tết vui quá ha. Ủa của tài ăn tiền hay vậy? Nó thảy đá ông nội ơi, anh bày từ thiện hả? Dạ, đi phát gạo giùm vợ chồng anh Mỹ. Gạo ở đâu? Anh Mỹ ở Mỹ. Lắc kinh lên. Rồi kinh gạo kinh dầu ăn với kia vô. Mà bà cô hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho bà cố ở đây một phần quà gồm một bao gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và chai dầu ăn. Bà cô thay mặt bà cố cảm ơn mà cháu với mấy chú trong đoàn này đi tài trợ nha. Dạ. Chú là cái này là của cái này là tụi con đi vòng thôi. Dạ. Tụi cũng có công mà cô cũng cảm ơn đi. Dạ. Cái này là của vợ chồng anh Mỹ cô ơi. Dạ. Dạ. Chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe năm mới khang thịnh vượng nha. Được chưa? Ở con chăn rồi sao rồi đẹp? Đúng rồi, chừng nào anh vô làm thịt nè. Thôi mày xào lăn. Nó không ăn hả? Không ăn, bỏ ăn rồi. Nhớ đi ăn. Thôi để nuôi đi chứ biết. Nhưng mà thịt về bữa nó chết thì ai ăn? Đúng rồi. Thì nó chết thì mình gọi nó thôi chứ sao vậy? Ăn dưới đã. Bắt tiếp mọi người ơi. Số thiệt mà. Thấy không? Ai? Đúng số thiệt. Số thì tặng bao hai bao đi. Trời. Tặng bao hai bao ít cái gì? Số phải tặng
Nó chơi chứ đi phát quà giùm ông anh. Dạ. Đi lễ tặng lên bao gạo đi. Đi tặng mà. Đợi thôi chuẩn ấp coi. Đó mà mình tặng thôi phải tặng đúng người đúng chỗ mới được chứ. Gì đó. Người ta có còn khổ con nữa kìa. Dạ. Chứ gạo không chết luôn kêu tặng tặng gì trời. Cái chầm ngay vậy. Cái chầm ngay. Chầm ngay, bên này còn có con cây. Bẻ nấu canh ngon dữ dằn. Cái ăn thước đi. Không. Lấy vào cùng sạc cái phần cho tao luôn tấm này ơi. Rồi mình lấy cái bao trong cái máy. Trời có không xải lại tước trên luôn kìa. Nước ngoài. Ông bác ơi, hôm nay có hai vợ chồng anh Mỹ nước ngoài có gửi về cho ông bác một phần quà gồm một bịch gạo và một thùng mì và một gói bịch bột ngọt với một chai dầu ăn. Ông bác cảm ơn vợ chồng anh Mỹ một tiếng. Dạ, được anh đây, mình không cần kêu gì đâu. Dạ, hai mặt cảm ơn cho ông bác được. Ngồi thì cũng cảm ơn nhà tài trợ. Dạ, cảm ơn. Chúc chú năm mới phát tài nha. Rồi là sức khỏe. Rồi. Bữa nay đi thì có người đẹp đi nữa mọi người ơi. Đây. Người đẹp tay đô. Người đẹp xứ bạc chứ. Ở vậy bữa nay nó đi kêu đi lấy thêm hai cục pin nữa. Đúng rồi. Thôi cục là đủ rồi. Chúc nhậu luôn nghe người đẹp. Em bé dễ thương. Có quen người đẹp không? Có quen người đẹp rồi. Thôi mà chị hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho chị một phần quà gồm 20 kg gạo, một phần mì, một chai dầu ăn cho mình được ngọt. Dạ, chúc gia đình chị năm mới vui vẻ phát tài nha. Rồi, cảm ơn. Có đủ không trời? Hay là bên chỗ kia rồi trời? Nó còn nó thùng trắng nè. Trắng cũng 10 chai. 10 chai? Có thùng trắng không? Có. Có thùng trắng được 10 chai rồi. Được 10 chai mà. Thì nãy nó vác qua thùng rồi. Hên quá. Tính là bỏ bên chỗ kia cái học báo chó luôn rồi. Được rồi, lấy đi. Để tôi chỉ đi chạy chạy chạy. Vui nó mới vui. Trời ơi. Nhà này đình thương mấy cái. Còn cái anh Liêm đây. Trời ơi. Ông bị gì vậy anh Tiền? Anh bị giò, ông có tật hồi nhỏ giờ. Tật bẩm sinh. Bẩm sinh hả? Anh Liêm ơi, ở anh hai vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho anh một phần quà gồm 20 kg gạo, một phần mì, một bịch bột ngọt và một chai giò ăn. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn.
chúc chúc gia đình năm mới về là sức khỏe, làm ăn thuận lợi ha chú. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Ông có công mày thấy ôm nho ổng à. Cái này không biết điều rồi đó. Ổng mày thấy đi coi ở nhà tao đâu có ai tao bệnh mới gì đó. Ô trời. Chị Diễn ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho chị một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Cũng cảm ơn anh là cho em ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Khổ quá hả? Dạ dạ dạ. Bệnh hoài luôn, nằm bệnh viện mới về bữa nay nữa 7-8 bữa rồi tính đi nữa, cứ đi tái khám lại. Dạ bệnh đó. Cũng cảm ơn bệnh á. Dạ dạ. Hôm nay thì cũng được trời thương, là trời mát mẻ lắm mọi người ơi, không có nắng gắt, mặc dù là bây giờ cũng tầm 12 giờ trưa rồi, không có nắng, gió thì nhiều. Cứ nhà ăn nhầm nhầm ở đây luôn đi ha, hay không? Hiện tại thì như mọi người đã thấy là nhà bên đây là Pháp, bên đây một phần, nhưng mà nhà thì đóng cửa rồi mọi người ơi. Bây giờ thì có làm phiền nhà kia bên là ăn nhầm luôn. Ở Bình Nên hả bác? Dạ. Bác ở Bình Nên hả? Dạ. Rồi. Vậy là mù mà vậy đó. Nó có mà vậy đó, nửa sống nửa nhão vậy đó. Nửa sống nửa nhão à. chưa chín. Đây luôn đi. Hả? Cho gì đó nhận giùm. Cái gì rồi đó mình khiêng vô nhà luôn. Hồi đó hồi lớn à. Dạ, vì hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho dì một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch dầu ăn, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn cô đó, dạ. Cảm ơn quá trời đi. Dạ. Nói là dạ, bác ơi, sẵn đây thì bác chặn giùm bên cái nhà cái bên đây nè. Vậy là một phần vậy luôn, tương tự. Chị dâu đó. Dạ. Vì cảm ơn cô đó quá trời đi. Dì nhận này giùm cái nhà bên đó giùm con nha. Dạ. Rồi, bây giờ đi kinh đâu đặng ăn mà tụi con đem vô dùng luôn cho. Em không biết nói gì, thôi cảm ơn thôi. Cái này để đâu? Để đâu đem vô dùng cho. Thôi cái này mình đem để đó đi ha. Cái này đem để đó đi. À để chung vô đây luôn. Để chung luôn đi. Chờ nó lấy cái ghế ra để. Hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho cưng một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn, một bịch bột ngọt. Đi trời, lúc bằng chuẩn bị nhậu vậy. Để em giấy nữa. Nhậu không luôn. Nhiều quá à, anh Tuấn ơi. Đi làm hai ba trái đi. Thôi về làm cá khó ăn. Ê, lát cá chê nướng dần bằng này nhận được á. Tới nãy luôn đó. Lấy gì đựng ra vậy? Ồ, nắp ở đâu luôn. Để em cầm tiếp cho. Rồi, xè. Nè. Ồ, có cháy sâu không vậy? Ờ, nó bỏ đi. Ồ, đẹp trai luôn. Quá rồi, hôm nay hơi trái luôn mà. Không
quay ổng không? Quay ổng đi. Đi đi. Vô quay ổng. Bác bệnh gì vậy? Thêm vô gãy đầm gãy cọ lại đó, bây giờ làm đâu có biết cái gì đâu. Thôi gì gì ra đây con gửi cho bác một phần quà. Bác hai hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài, tôi gửi về cho bác một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một ngọt và một chai dầu ăn. Bác sức khỏe nhiều bác ơi. Rồi rồi rồi. Nằm ngủ luôn, mát mẻ mà. Đây. Đúng, đúng, đúng. Ở đi nhóc. Mà chú ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài, có gửi về cho chú một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Có rồi đó, danh sách có gửi về huyện rồi, nhưng mà bây giờ cho thì thấy cũng quay cho rồi đó, gửi huyện. Này ai bệnh mà thuốc nam dữ vậy nè? Chú bệnh hả? Chưa lắm bà cho bà sao? Chưa. Ở đây đi. Thấy cái thùng mì. Nhà bà Mỹ bà. Bà ổng mắc bác bị gì vậy bác? Sao bực quá vậy? Tại nhà phải già đấy. Nhà mới. Nhà này nhà tình thương mới tắt, chưa có gắn bảng kịp. Nhà tình thương hả bác? Nhà tình thương. Bà bác ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài, có gửi về cho bà bác một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, chai dầu ăn và một bình bột ngọt. Cảm ơn cũng nhờ mẹ con nữa. Chúc bác năm mới sức khỏe dồi dào nha. Hả? Chúc bà bác sức năm mới sức khỏe dồi dào. Ừ. Chúc cho bác ơi. Ừ, mấy con mình khỏe hết nha. Dạ cảm ơn bà. Chúc mấy con mình khỏe hết, mấy con đi về làm nha. Cũng mấy tháng rồi chế. Bánh bà bị đốt ra rồi. Ừ, 4 tháng bự chứ ta. Cứ nói chuyện chưa? Bà đi Sài Gòn hả? Dạ. Con dâu bác không à? Ai dâu? Em à. Chị đó hả? Ừ. Thôi đi. Cô này của anh nha. Cô này ha. Cái chân dâu nè. Ừ. Bà cưng, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á. Có gửi về cho gia đình một phần quà gồm 20 kg gạo với một thùng mì, một bịch bột ngọt và chai dầu ăn. Dạ. Rồi. Bà đi Sài Gòn làm gì vậy? Bà đi làm xin nước á. Rồi. Y cũng có sắp xếp sẵn rồi, cũng có thông báo cho người ta rồi, lỡ mà phục là không. Xuống đi, xin xuống đi, tôi cho. Rồi, cô bé Hoàng Khăn Đỏ hả? Còn bốn cái ông bớt nữa ta. Ngọt, được ăn. Ừ, tốt nhất nè. Đó, cái cô đó tôi nói là cải rồi đó. Lấy đâu đây ta? Đại đi ha. Sáng mình cũng cải ba vậy trời. Rồi nói kìa. Cái cô tòa án vô gặp ta mà là còn mấy cái sao. Bà bác quay ra đi, con bà bác. Quay bà bác quay ra ống kính nè. Bà bác ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài, có gửi về cho bà bác một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Rồi. Cảm ơn mấy chú có tấm lòng rồi đến tới. Xin nhé. Chúc đây là chú ơi. Chú
chú ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho chú một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Rồi, cũng cảm ơn cái người tài trợ. Rồi rồi. Dạ. Chúc bác sức khỏe dồi dào nha. À. Rồi rồi, con đi bác mày. Dạ. Dạ, con đi luôn bác ơi. Cũng có đồng chút nữa kìa. Rồi. Rồi vì nhân này hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho dì một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Dạ, tụi con đi luôn bác ơi. Dạ. Bye bye chú. À, bye bye con. Rồi lên vậy. Này là gì? Vì đứng đây giờ con để con nói chuyện cái mai rồi. À chủ nhà không có nhà. Rồi như hôm nay ông bác bà bác đây không có nhà bệnh rồi. Rồi cái nhờ cái gì cặp bên này qua nhận giùm. Rồi như gì về nói với ông bác bà bác giùm có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho ông bác bà bác một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Rồi như đó gì. Dạ. Cảm ơn bác nhận giùm nha bác. Rồi. Cảm ơn ngay. Cái này có hai vợ chồng ở nhà không hả bác? Hai vợ chồng với đứa con. Dạ. Hôm nay làm gì của anh ta? Ôi đi. Nghĩa ơi. Ơi. Ở đây. Cô bệnh gì? Cô này bị nó bệnh hồi nhỏ giờ. Bệnh hở con tim hay là? Hở con tim rồi. Mà coi hôm nay có vợ chồng của anh Mỹ ở nước ngoài có gửi gì cho cô một phần quà. Giờ gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Dạ. Ừ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi. Em đi nghe. Anh đi. Nói chuyện hả tì ơi? Bu á, phải không? Dạ, con bu chứ. Chi á, chi á? Chi ở dưới này phải không? Ở chi hai đó không? Ăn chi nào? Chi. Rồi chứ. À, vì hai hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi gì về cho dì một phần quà. À, gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Đấy, tôi xin cảm ơn nha. Rồi, cảm rồi, ơn. Chúc dạ. Dì ăn Tết vui vẻ nha dì. Dạ. Dạ, tụi con đi luôn bác này. Đi ngang ngang không mà chỗ cái gì? Đây có ai nhà không mày? Dạ, chỗ đó con đi về dưới rồi sáng rồi. Đá rồi. Ồ, cái này là cái gì? Hữu môn Đặng Văn Lâm. Mày ba cái rồi mày. Ba cái tới Messi vô đá kìa. Mày ba cái hữu ngộ trên kia rồi. Mới hai cái à. Ba cái rồi. Ba cái rồi đó Messi. Ba hộ phải không? Ba hộ. Dục, lấy ở đây hết vỏ nào có vỏ đi. Một người qua đây đó. Nhận quà của từ phần thôi. Cái con anh mời ôm bao gạo đây nè tôi đây. Dạ.
Mà cưng ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài. Dạ. Có gửi về cho cưng một phần quà. Dạ. Gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bình bột ngọt và một chai dầu ăn. Xin cảm ơn nhiều nha mấy em. Rồi rồi rồi. À, em đi ăn chứ. Dạ, dạ. Em cảm ơn nhiều. Rồi rồi. Dạ đi con. Dạ. Chỗ người ta tài trợ đây nè. Dạ, tôi không quay phim kìa. Thì hôm nay dạ. Có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi gì cho mình một phần quà. Dạ dạ. Gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Dạ, em cảm ơn bên tại nhà tài trợ của anh. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn mình anh Mỹ vậy đó. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn cả lời. Cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Chúc anh Mỹ tới hôm hết Tết đến Mỹ với vợ chồng mình vui vẻ phát đạt. Dạ, hai hai mặt anh Mỹ cảm ơn dạ, anh. Dạ. Rồi, mày, chú hai anh hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi gì cho chú một phần quà. Rồi. Gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Rồi. Các bác ha. Dạ. Thì tao con đi con bác ơi. Rồi. Nên em sắp rồi. Rồi chị hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho chị một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn và một bình ngọt. Dì cảm ơn chú ơi. Rồi rồi. Dạ. Rồi, chị đi nghe chị. Lô cá. Lô cá chơi không đơn giản. Ăn lô cá hả? Lô cá. Lô cá mà bắt bỡ vô cái nồi luôn à. Không có đặt đầu. Không đặt đầu. Trời ơi, chết rồi. Trời. Lên đây đứng thành con đi. Bà bác ơi, hôm nay có vợ chồng của anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho bà bác một phần quà gồm 20 kg gạo, một phần mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Vậy dạ. Tôi cảm ơn nhà hỗ trợ nha. Rồi rồi. Dạ, cảm ơn mấy cậu. Dạ dạ. Lắm. Dạ. Dạ. Thôi con đi đâu bà. Bác ơi. Bà nội có nhà không? Rồi rồi, đứng bà bác đứng đây được. À, bác ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài. Có gửi gì cho bà bác một phần quà. Yeah. Gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Đang để lấy thảo. À, cũng ban ơn. Dạ dạ dạ. Thôi vậy con đi bà bác. Dạ. Đây luôn bác ơi. Không đi luôn. Không ban ơn. Trời ơi, cũng giận. Em đang kinh chai dầu ăn rồi anh ơi. Có dầu ăn rồi, em đang cầm. Chào bác. Bác lượm hả? Ờ, đúng rồi. Hả? Chú Bảy. Chú Thứ Bảy hả? Dạ. Chú Bảy ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi gì cho chú Bảy một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. À. Rồi rồi. Bác bệnh nằm vậy không bác? Ờ, cũng không. Tên gì ta? Tên gì? Anh Mỹ. Anh Mỹ. Chồng anh Mỹ. Anh Mỹ ở nước Mỹ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Thôi con đi qua nhà nó hộ khác nữa rồi. Dạ. Con đi luôn đó. Dạ. Cảm ơn. Rồi không có nhà luôn. Cái này nhờ người nhận giùm ha. Nhờ nhận giùm đi. Dạ. Tôi có đâu, hồi nãy đem dư. Đem dư đó. Dư ổng rồi mấy. Ổng qua không? Ổng qua nè. Rồi, chú ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước Mỹ có gửi gì cho chú một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Em đây cũng có ơi. Chúc mạnh khỏe nhiều nha. Dạ. Thôi đi đi chú ơi.
chừng trống, chừng trống, chừng trống. Cảm ơn mấy chú nha. Cảm ơn thôi, để con quay phim này. Cảm ơn. Có bình ngọt đâu? Thiếu bình ngọt rồi. Đây. Có cây nè. Cầm bình ngọt. Quay phim thôi gì? Dạ. Không thì sao? Tự nhiên đi, tự nhiên đi. Vậy đó hả? Dạ, tự nhiên đi. Trời ơi trời, chiều nay bác hai hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho bác hai một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, một bình bột ngọt và một chai dầu ăn để ăn để lấy thảo nha. Dạ, ăn lấy thảo vợ chồng anh Mỹ. Dạ. Rồi, cảm ơn người nữa. Đây đó hả? Dạ. Trời ơi, vậy tôi cảm ơn hai chồng nha. Không sao không phải nữa. À, cái này không phải hả? Cái này con ấy mà con nhỏ này chồng nó sắp bố. Biết rồi, bà thấy lộ bị đã là bịt mặt không biết. Con đẹp trai hơn. Đẹp. Đẹp trai lắm. Rồi, rồi. Chúc tôi mới của bác vô là sức khỏe nha. À, cảm để ơn nha. Dạ, tụi con đi luôn bác ơi. À. Con này hả? Con, ơn con nhà hả con? Dạ, bà ngoại con đi chợ chưa nhà. Bà ngoại chợ chưa nhà hả? Con đi điện thôi, 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 thôi. Con miệng chắc chú chắc đói bụng chết luôn à. Sáng giờ chưa ăn cơm đó. Con đi ra đây nè, rồi chú nói này cái rồi. Rồi đây. Nè, về con với bà ngoại em. Có vợ chồng của chú Mỹ ở nước Mỹ gửi về cho bà ngoại một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn và một bình bột ngọt. Rồi con có cảm ơn gì không? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Giỏi quá. Học lớp mấy rồi con? Lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 4. Ồ, là lớp 4 luôn không? Từ lớp 4. Qua năm là lên lớp 5. Thấy không? Ờ. Tiêu tùng luôn. Mất chiếc luôn rồi. Rồi luôn, chiếc chép. Rồi lên được đâu. Đường lộ này là đâu đang có mà người ta đắp cắt lại mọi người cho nên nó hơi sình một chút xíu. Bác tới nhà luôn hả? Tới nhà luôn. Bác tới nhà luôn. Rồi rồi. Rồi. Dạ mà chú ơi, hôm nay có vợ chồng của anh Mỹ ở nước Mỹ. Ờ. Gửi về cho chú một phần quà. Ờ. Gồm 20 ký gạo, một phần mì, một bình bột ngọt và một chai dầu ăn. Rồi rồi rồi. Rồi. Dạ. Dạ. Vậy thôi em đi chú ơi. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Ờ. Nghe nào đi. Cuối công hả? Về ra nhận con này đứng đây. Tụi con được khách nữa bác ơi. Mà dì hai hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước Mỹ á, có gửi về cho dì một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, một bình bột ngọt và một chai dầu ăn. Dạ, rồi. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Mấy em cũng cực khổ mang đồ đến cho tôi, xin cảm ơn mấy em rất nhiều. Dạ không, gì đó, không biết nói gì thôi. Dạ thôi con đi về. Dạ con đi luôn bác ơi. Dạ. Bụng quá trời luôn á, cái thế là đỡ đói. Dạ, anh em này chưa ai ăn hết đâu. Mà không ngờ đi tới là chỉ là tới giờ lắm. Hai giờ mấy rồi. Anh em để đỡ đói cho mày. Một giờ đúng rồi. Thế này mà hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi gì cho chị một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, bột ngọt và một chai dầu ăn. Rồi. Ăn để lấy thảo với vợ chồng của anh Mỹ. Dạ. Thôi vậy đi nghe luôn bác ơi. Con đi luôn bác ơi. Con chúc con nói rồi cái bà bác. Rồi bà bác đứng đây coi. Mà bà bác ơi, hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi gì cho bà bác một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Ăn để lấy thảo với vợ chồng anh Mỹ. Vậy tôi cũng xin cảm ơn vợ chồng gửi cho tôi một phần quà. Dạ dạ dạ. Dạ, chúc bác sức khỏe nhiều dồi dào bác ơi. Thôi con đi bác ơi. Hey. Tao nói rồi cảm ơn nhân vợ. Thế nói rồi mới cảm ơn tụi bạn kia. Dạ anh Thiện. Rồi gì đi. Vì hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi gì về cho dì một phần quà gồm 20 ký gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn.
Cảm ơn nha. Dạ dạ. Đây nè, đây hai nhà nè. Cho mà phải mà phải tên Ngọc mà có chỗ bánh tráng luôn mới cho được à. Trời đâu? Không dư. Cái này quà tặng ha. Dạ. Đứng đây đi. Dạ con nói rồi, chú cảm ơn con ha. Mà chú ơi, hôm nay có vợ chồng của anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho chú một phần quà gồm 20 kg gạo, một phần mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Dạ vậy mà. Dạ. 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 Thôi con đi chú ơi. Rồi rồi, cái cậu bán nước như vậy. Tiếp tục một hành trình. Từ từ đợi đó, hắn đi. Có công mình chạy hút người quay lại. Nó đi đó đó mà. Đi gọi đó hả? Nó vô ngồi nữa. Có không? Hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho Hiếu một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một bịch bột ngọt và một chai dầu ăn. Ăn để lấy Thảo với vợ chồng anh Mỹ. Dạ, cảm ơn. Rồi, thôi vậy anh đi ạ. Dạ. Dạ, con chào ông bà bác. Dạ. Thôi, bà nằm đi bà bác. Mệt thì nằm đi bà bác thôi. Anh lại lên nhận này giùm anh đứng đây đi. Rồi, hôm nay có anh vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài có gửi về cho bác bà bác đây một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, chai dầu ăn, một bịch bột ngọt để cho ông bác bà bác ăn lấy Thảo. Cảm ơn. Xin cảm ơn mấy anh. Rồi. Thôi đi. Đi luôn bác bà bác này. Đi bác ơi. Chú đây mọi. Lấy được em. Mà hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho gia đình mình một phần quà gồm 20 kg gạo, một phần mì, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt ăn để lấy Thảo với vợ chồng anh Mỹ. Dạ, em cũng xin cảm ơn mấy anh. Dạ. Anh đi ạ. Dạ. Thôi rồi, được rồi. Dạ. Đi nha. Bác thứ mấy bác? Thứ ba, bà cô. Thứ ba ha, bác ba ha. Rồi bác ba hôm nay có vợ chồng anh Mỹ ở nước ngoài á, có gửi về cho bác ba đây một phần quà gồm 20 kg gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn và một bịch bột ngọt. Để ăn lấy Thảo với vợ chồng anh Mỹ. Nói thêm là bác bị bác bị không thấy đường hả bác? Bác mù. Mù hả? Dạ dạ dạ. Dạ. Mù hồi đó giờ luôn. Mù mới 5 năm à, hôm nay năm Tết rồi. Dạ. Đất này nó năm Tết. Rồi bị sao mà mù bác? Nổ cồn rồi nước á. Dạ dạ. Mù ban đầu bị con bên này. Dạ. Rồi tính không sao cái chị riết nó bị bên này luôn, dạ, mù luôn. Dạ dạ dạ. Bác sĩ mổ không được. Dạ dạ. Vậy thôi con về bác ơi. Dạ, chúc bác sức khỏe nhiều bác ơi. Mang ơn mấy. Dạ không có gì đâu bác. Rồi sẵn đây em có nói thêm luôn là cuối cùng thì đã hết 40 phần. Dạ hết hoàn thành 40 phần rồi. Em cũng xin thay mặt bà con cô bác cảm ơn vợ chồng anh Mỹ và cũng chúc anh Mỹ là có một mùa Tết Tây an lành hạnh phúc bên người thân gia đình. Đây là ông dẫn đi hành trình bữa nay. Đây là anh Tuấn hả tao? Anh Tuấn. Đây anh Tuấn là hôm gà hành trình hôm nay là có anh Tuấn là dẫn đi các hộ nhà nghèo hôm nay. Đây đó, cái này nữa.